kia lại rút được ba lô ra. Có cứ đây rồi, xấu đây rồi. Ok. Đứt cần. Này thì hack, đây này thì hack. Bao nhiêu cái A? Bao nhiêu cái A đây? Trời ơi. Bao nhiêu cái A đây trời. Số nhà anh biết chọn lọc vào đỉnh không? Đâu cái thằng Phúc XO 123 này này. Thằng Phúc này. Thằng Phúc XO 123 này là thằng hack này. Thái kích là kiểu gì nhỉ? Bóng ok luôn, biến luôn thì nó vẫn luôn cái cá đấy. Ở đây rồi, thằng nào giật được à? Nhưng mà chả phải viewer mình. Anh bảo mà kiểu gì nhà anh kiểu gì xấu nhiều lắm. Nhà nhân phẩm anh em ạ. Anh em thấy nhà nhân phẩm chưa? Đấy, nhà nhân phẩm nó phải khác chứ. Wow. Anh em thấy chưa? Anh em thấy nhà nhân phẩm chưa? What the fuck? Hỏi chứ. Sun bà câu hết mẹ xấu vậy. Em ơi. Nhà anh cần số đẻ nhiều thật à? Chuyện anh phép anh em làm gì, anh em không tin cả lên tiếp cả. Ai mà lên đấy? Đạt phai phai à? Ok, đặt phai phai lên nhá.
Gà, hổ gà. Không lên xấu thì lên hổ. Đấy. Không lên xấu thì có hổ. Lên lia lịa luôn. Không, anh em càng tụ tập càng đông thì nó càng dễ lên ấy, thật. Anh em tụ tập cái góc nào càng đông thì xấu nhanh nó càng dễ lên. Rồi, cái xấu nhanh nó ham vui lắm, mẹ. Mẹ xấu nhanh nó ham vui lắm, cứ cho nó đông là nó lên. Qua góc đó câu ạ. À? Đây này, anh bảo quá, nhà anh có hai góc, có hai góc nhiều cá, một là cái góc đây nhá, góc hình đây nhá. Hình từ cái cây dừa này đi tiện đến cái chỗ anh đứng này, đấy, theo hình vuông đấy nhá. Đấy là có nhiều xấu. Và góc thứ hai là góc bên đối diện là góc này, cây dừa bên dưới này, cái cột này này. Đấy, anh câu hai con ở chỗ đấy. Anh câu hai con ở đấy mà. Ok. Đấy, thằng nào kêu hết xấu đấy. Thằng nào đây, thằng Nguyễn Hưng à? Nguyên à? Nguyên gì đây? Nguyên cưng NI à? Ok, Nguyên cưng NI nhé. Anh em thấy chưa? Anh em thấy gì chưa? Vẫn còn đấy chưa? Em hụt hai con là do năng lực rồi à? Đúng rồi. Có khi em từ bỏ thôi anh ạ. Sao đã nản chí sớm thế? Nản chí sớm thế. Em nhìn anh ba con kia không? Mới đầu anh cũng như em. Ngày đầu tiên anh câu ở hồ nhà anh thấy anh nản vãi đái. Bọn xung quanh nó lên cá sấu suốt. Ui, đến lúc đỏ thật. Thả cần gỗ cái lên. Anh lên toàn là cần gỗ ấy chứ. Mẹ, thả cần gỗ cái. Ra hai bóng năm liên tiếp luôn. Một bóng lên, một bóng đứt. Nhưng mà vẫn được ba con. Thế từ hôm đấy nhiều cá bóng 5 quá, quyết tâm đi săn cá bóng 4, săn bóng 4 giờ nhiều bóng 4 quá lại đi săn bóng 5. Bây giờ săn bóng 5 thì đéo ra. Đúng đời. Cái lúc không mình không thích săn ấy thì nó lại ra. Cái lúc mình thích săn thì nó lại không ra. Cái kiểu như thế. Đúng đời. Thế có cay không? Quá cay luôn nhưng mà kiểu đời nó mới là như vậy đây anh em. Đời chỉ là thế thôi. Không, đến giờ này là giờ cá sấu lên rồi này. Anh nghĩ là mình nên đổi. Anh đổi với ai vị trí cho con này câu đây. Nhưng mà câu hết mẹ sấu rồi lấy đâu ra nữa. Mình ra góc khác rồi đây. Tâm linh không được đâu. Câu đoạn sườn sườn này cá sấu dễ lên lắm này. Thôi cái lại đứt à? Lại đứt à? Đứt à? Đứt xấu à? Đúng đen.